Dạ hello, em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các bà con cô bác nha. Anh chị ạ, à, xa xa cứ tưởng Thúy Kiều nhìn gần lại giống như chị Hằng Nghe. Hôm nay bên Trần Anh lại tiếp tục tung ra thị trường một mẫu xe hot nhất năm 2020, đó là con Kia Morning Form Sport, điều hòa tự động, số tự động, xe nước sơn rin phủ lên tới 95%. Con này bản số thành phố anh chị nha, một chủ luôn, order 50.000, không tu máy luôn anh chị ạ. À, đồng sơn form dáng của em nó rất là mặn mè trong cuộc sống. Đấy, đẹp chưa anh chị nhìn nè, bốn cánh cửa là không có dấu hiệu tích là lỗi lầm nhá, không có một dấu tích là lỗi lầm luôn. Trần Anh dòm lên cho bà con coi đó, bằng chêm nó là một cái áo màu xanh nõn chuối, mặn mè tràn đầy sắc xuân trong cuộc sống luôn. Nơi đó chúng ta tìm về bốn cánh cửa anh chị coi nè, không có dấu tích là lỗi lầm nhé, không có dấu tích là cứng đụng luôn. Chủ nhà lên mâm lồi cho em nó rất là đẹp, bốn vỏ mới 80%. Và sau đây chương trình chúng em xin được phép bắt đầu. Đây anh chị ạ, à, đây là con Kia Morning, New Kia Morning bản SX, tích hợp là xi nhan trên gương chiếu hậu nè, gương chỉnh điện nè, điều hòa tự động Form Sport. Đây anh chị xem cùng trải nghiệm với Trường Anh Ô Tô nhé. Đẹp keng sa beng luôn. Xe này đẹp tuyệt vời. Đây anh chị nè, hai cụm đèn nè, mới nguyên bản. Xe này của chủ là Việt Kiều Mỹ anh chị nha, bản số 51 Sài Gòn luôn. Xe chính chủ nha, 51E19769 nè. Mặt cản trước nè, mặt cản trước ga lăng của em nó là không có dấu hiệu là sơn dặm luôn. Form Sport nè, là form mới nè, mặt ga lăng của Kia Morning nè, đẹp chưa? Kết hợp viền đỏ ở dưới nhá. Xe không một vết chày, trước sơn rin phủ lên 95% luôn. Chả hiểu vì sao chủ nhà người ta chạy người ta giữ kỹ như thế này. Tại vì chị đó là Việt Kiều Mỹ, chị về chỉ về nước chị biết chạy vòng vòng thôi, còn ngoài ra là chị không đi đâu nhá. Đó, xe đẹp chưa? Xe cực đẹp, xe không có một lỗ nhỏ luôn, giá không hề rẻ đâu nha bà con cô bác. Tích hợp là xi nhan trên gương chiếu hậu nè, bốn cánh cửa nè, ốp body toàn diện. Đây là phần sarong nè, anh chị coi đẹp chưa? Bốn cánh cửa, kính bấm chỉnh điện là dán phim cách nhiệt màu chàm, rất là đẹp luôn. Xe này thì Trần Anh chẳng biết tả như thế nào mà nó đẹp cực kỳ. Đây là chữ New Kia Morning, inox còn nguyên bản, hai cụm đèn, không dấu tích là trời chùa luôn, mới keng sa beng. Phía sau cản sau toàn bộ là chất sơn rin hết toàn diện. Đây là bản SX nha, hai cụm đèn nè, anh chị xem nè. Biểu tượng của Kia Morning còn in hàng trên môi son của em nó luôn, 51E19769. Tích hợp đầy đủ nha, màn hình cam gia đầy đủ như con xe rồi. Bà con cô bác mua về chỉ việc sử dụng thôi. Xe full luôn, full option rồi, chơi trên chất Kia Morning luôn. Màu xanh nõn chuối, em nó vẫn mạnh mẽ sừng sững đứng giữa một bầu trời xanh biếc nha. Với động cơ dung tích xi lanh lên 1.1, 53.000 mã lực trên một vòng tua máy anh chị nha. Bốn cánh cửa đẹp xuất sắc, không có dấu hiệu là lỗi. Mất phân chỉ nào trừ tiền Trần Anh 10 triệu chỗ đó luôn nhá. Anh chị coi đẹp chưa nè, bốn cánh cửa rất là đẹp nè, mâm nè, trải nghiệm nè, bốn vỏ nè, bốn vỏ mới tinh, bốn vỏ mới 80%. Tích hợp chủ nhà lên mâm đúc, mâm lồi, gầm ở trong nè. Anh chị coi phần gầm nè, mới chưa, những cái sóng gân nhựa, những cái đinh bấm còn nguyên bản theo nhà sản xuất luôn, không có dấu hiệu là thay thế, không có dấu hiệu là cứng đụng như chiếc xe nhá. Xe siêu đẹp luôn anh chị coi nè, gốc con này là màu xanh, không có dấu hiệu là đổi màu anh chị nha. Sơn rin còn phủ 95% trên chiếc xe luôn, anh chị coi đẹp chưa. Hai cụm đèn mới keng sà beng sáng rực trời mây luôn, nắp capo rất là bóng nha. Toàn bộ trên đồng sơn form dáng của em nó không có một vết chày luôn. Xe này bên Trần Anh lấy giá cao rồi anh chị ạ, xe đẹp lắm, có 102 luôn anh chị. Bốn vỏ đẹp như nhau nè, trước thắng đĩa sau là thắng đùm, bốn vỏ nè đều như nhau, đều và rất là đẹp. Mâm đúc không có dấu hiệu là chày chùa, gầm bề ở trong nè, không một dấu tích là mục mọt nhá. Đây là những phần về trắng bùn nguyên bản theo nhà sản xuất nè, còn nguyên rin nè. Anh chị nhìn thấy từ những con tán không là anh chị biết rồi, Trần Anh quay kỹ lắm. Kết hợp nè, xi nhan trên gương chiếu hậu nè, kính nè, kính nguyên bản theo xe, không có dấu hiệu là hạ kính chắn gió ở phía trước nhá. Anh chị coi từ cái phần gạt nước là không có dấu hiệu là chày chùa luôn. Chả hiểu vì sao mà chủ nhà đi xe cái con xe Kia Morning này mà người ta giữ đến như thế này.
sản xuất năm 2011, 9 năm trôi qua em nó vẫn lặng lẽ, một màu xanh tràn đầy hy vọng luôn. Xe này thích hợp cho chị em phụ nữ đi chợ nè, đi chở con cái gia đình nè, đặc biệt hơn trang bị cho em nó là số dít dắt nha anh chị nha. Số rất là đẹp luôn, số dít dắt, số tự động, có chế độ số thể thao trên con xe luôn anh chị ạ. 51E19769, đẹp chưa? Xe không một vết trời luôn bà con ạ. Toàn bộ là chất sơn rin hết toàn diện anh chị coi nè. Đây kết hợp, đây là về sau của em nó là cản đuôi sau của con xe nè. Rin trên nóc nè, trên nóc cabo toàn bộ là chất sơn rin, không một dấu hiệu là trầy xước trên con xe luôn nhá. Xe siêu đẹp từ những cái kính nè, anh chị coi, từ những cái kính rin nguyên bản theo xe nè. Còn cọp ơi là cọp, đèn không một dấu tích là trầy trụ luôn. Xe này đẹp, anh chị không mua anh chị mua xe gì? Tới trải nghiệm thực tế mẫu xe bên salon ô tô miền Nam chi nhánh 2 bên Trường Anh bán ra, anh chị sẽ cảm thấy một cảm giác rất là thăng hoa, tràn đầy trong cuộc sống luôn nhé. Đây là phần gương nè, gương của Kia Morning không có dấu hiệu là thay thế. Trần Anh soi vô một phát là thấy mặt Trần Anh luôn, anh chị thấy không? Rất đẹp lắm. Đây nè, gioăng ron nè, đây là ron chống nước nè, còn nguyên rin là không thay thế nè, gioăng nè, gioăng cửa nè, anh chị coi nè, còn nguyên bản không dấu hiệu là trầy luôn. Chả hiểu vì sao nó đẹp. Kết hợp từ phần tắp bi dòng này thì bà con cô bác đừng có hỏi Trần Anh có dịch vụ hay không nha. Số tự động xe chính chủ không có ai chạy dịch vụ đâu. Gia đình người ta là Việt kiều Mỹ anh chị ạ. À. Keo chỉ bốn cánh không mất phân nào, đẹp như nhau. Toàn bộ từ trong ra ngoài bốn cánh là chất sơn rin hết toàn bộ nha bà con cô bác. 95% là chất sơn rin trên con Kia Morning. Đây là những cái đinh bấm nhựa nè. Đinh bấm nhựa của tắp bi còn nguyên bản là bà con biết rồi. Trần Anh quay những cái mấu chốt chi tiết cho bà con xem một cái chiếc xe đẹp bên salon ô tô miền Nam chi nhánh 2 bên em. Đây là bệ gác chân được ốp inox hết toàn diện, biểu tượng Kia Morning. Đây là chất sơn rin nè. Ở đây nó có trầy một tí xíu, Trần Anh sẽ không cho dặm luôn, tại vì đây là chất sơn rin, muốn giữ toàn diện chất sơn rin như con xe nha. Thông số kỹ thuật nè, mạc tem inox nè, biểu tượng của Kia Morning, báo cửa nè, tem tán ốc 7 màu của nguyên bản nè, từng con tán nè, từng con tán không có dấu hiệu là khui ra chỉnh lại. Logo Kia Morning còn đóng in hàng trên môi son của em nó đây. Đẹp xuất sắc luôn bà con. Ghế nè, thích hợp là ghế nguyên bản theo xe nhá. Con này là sàn nỉ, mới ken xà beng sàn nỉ nè. Côn ga số nè. Mới chưa? Đây là những cái đinh bấm nhựa nè, còn nguyên bản luôn, nách cửa nè, không có dấu hiệu là bị trầy trong nách luôn nhá. Đó, xe cực đẹp, giá không hề rẻ đâu nha anh chị. Trần bên Trần Anh lấy vô con xe này tới nóc rồi. Xe đẹp là mua gấu lắm. Xe này có 102 luôn. Đây là qua thời gian nó có chóc cái lớp da rin ra đây một tí xíu nha. Nó chóc ra cái lớp da rin một tí xíu thôi, không ảnh hưởng. Đây là chất ghế rin. Chất ghế rin theo con Kia Morning. Mềm mại, lả lướt trong cuộc sống lắm. Như đệm kim đen vậy. Ru em từng ngón xuân đồng nha bà con. Từ phần tay gối đổ về nè. Đẹp chưa? Anh chị thấy chuẩn chưa? Đó là mẫu xe đẹp trang bị trên con xe này, là một túi khí trên vô lăng anh chị nha. Trang bị túi khí đầy đủ trên con xe rồi. Nào cùng trải nghiệm phần tắp bi kia, cánh sau là những cái vân gai nè. Không mất một phân nào luôn. Nỉ nè, nỉ nguyên bản theo xe từ phần tay nắm nè. Không có dấu hiệu là trầy xước. Anh chị coi kỹ cho Trần Anh nhé. Không một dấu tích là trầy xước luôn. Đây là cao su của cửa nè, còn nguyên bản nè. Lóc khóa chị em an toàn, chất sơn rin phủ từ trên xuống dưới, keo chỉ nè. Chị ơi thương lấy cửa cùng, tuy rằng khác giống nhưng không bao giờ mất phân nào, không mất một phân luôn. Biểu tượng của New Kia Morning còn in hàng luôn. Đây là những đinh bấm nè, còn nguyên bản nè, anh chị coi tem tán ốc 7 màu nè, không có dấu hiệu là thay thế. Đây là những sóng gân nè, chạy từ trên xuống nè, đẹp như nhau, đẹp dịu dàng mà không chói sáng, là vầng mặt trời của Kia Morning nha. Bốn vỏ nè, mới tinh, mâm đúc không có dấu hiệu trầy xước, biểu tượng Kia Morning gầm bề ở trong nè, anh chị coi nè, đẹp chưa? Đây là những cái đinh bấm nhựa nè, nguyên bản trong gầm nè, còn in hàng ở trong môi son của em nó luôn. Đó, đây là phần về trắng bùn, những cái đinh bấm nhựa còn nguyên bản, không dấu hiệu là thay thế nha bà con. Trần Anh quay kỹ lắm bà con ạ. Thích hợp phần ghế sau nè anh chị ạ. Phần ghế sau cực kỳ là tươi sáng trong cuộc sống luôn, không có dấu hiệu là trầy xước trên cái ghế luôn nha. Đẹp chưa? Đó, xe cực đẹp, dáng cực xinh đến với tay người sử dụng. Một màu xanh mạnh mẽ lắm anh chị ạ. Nổi trội ở trên thị trường lắm. Phần phía sau nỉ nè, anh chị coi nỉ để đồ nè, còn nguyên bản nè. Nguyên rin chưa? Kèo cột là không có dấu hiệu đâm va.
dây đai bảo hiểm an toàn nguyên bản theo xe luôn. Kết hợp con này là trần nỉ. Đây anh chị ạ, trần nỉ nè, mới tinh, không một dấu hiệu chè chùa luôn. Tay nắm trên trần còn nguyên bản keo chỉ nè. Bốn cánh đẹp như nhau nhá. Anh chị coi phần nách nè. Ở trong phần nách cửa không có dấu hiệu là chầy xước luôn nha bà con. Anh chị thấy chưa? Đẹp chưa? Chưa hề và chưa từng đụng chạm tới một con tán luôn. Chất đóng cửa nè, nhẹ nhàng nè. Đó, rất là nhẹ nhàng, rất là tuyệt vời luôn. Màu xanh nõn chuối anh chị nha. Dịu dàng đầy cá tính trong cuộc sống luôn. Đẹp chưa? Xe này không đẹp thì xe gì đẹp? Đảm bảo với anh chị bà con cô bác, anh chị bà con cô bác sẽ không tìm được một chiếc xe thứ hai như thế này bên Salon ô tô miền Nam chi nhánh hai bên Trần Anh bán ra đâu. Bốn vỏ là mới tinh, bốn cánh cửa không hề một dấu tích là lỗ nhỏ, không có một dấu tích là lỗ nhỏ nha. Từ trên chạy xuống là rất là đều đó, rất là đều đặn nè, thon gọn, rất là tuyệt vời. Đây là phần tắp bi nè anh chị coi nè, bốn cánh cửa tắp bi đẹp như nhau. Từ phần tay nắm không có dấu hiệu là chầy xước luôn. Từ trên xuống nè, đây là chất sơn rin hết toàn bộ trên bốn cánh cửa nhá, không mất phần một phần nào luôn. Từ những con tán nè của ti cửa nè, từ những con tán của ti cửa không có dấu hiệu là chỉnh sửa nhá. Đó, đinh bấm nhựa là nguyên bản của tắp bi nè, còn nguyên rin nè, những vân gai nè. Xe này anh chị không mua, anh chị mua xe gì? Đây ạ, biểu tượng của Kia Morning ốp toàn bộ inox. Đây là những sóng gân, có một hai chỗ là nó bị chầy nhẹ ở đây. Đây nè, nó chầy nhẹ ở đây một tí xíu thôi, nhưng mà Trần Anh sẽ không cho dặm đâu. Tại vì dặm đi nó mất cái chất sơn rin nha bà con cô bác. Đây là hai bên phần thân trụ nè. Đó, anh chị nhìn là rin chưa? Không có dấu hiệu là móp méo nhá. Báo cửa còn hoạt động nguyên bản theo xe, bệ ghế là những cái vân gai nè. Toàn bộ từng con tán không có dấu hiệu chỉnh ghế luôn nè, anh chị coi nè. Anh chị thấy cái lót sàn nó mới chưa? Sàn là sàn nỉ toàn bộ nha. Đây là một chiếc xe gia đình mà bên Trần Anh ô tô muốn giới thiệu đến toàn thể tất cả các bà con cô bác đó. Từ phần nách đây anh chị ạ. À, từ phần nách cửa bên phụ nè, keo chỉ là không mất phần nào luôn. Đẹp chưa? Đinh bấm nhựa nè, còn nguyên rin nè, không dấu hiệu được thay thế nè. Đẹp keng xà beng luôn. Học để đồ nè bà con. Tuyệt vời chưa? Dòng này thì anh chị đừng có hỏi Trần Anh có dịch vụ taxi hay không. Tại vì đây là số dít dắt. Dòng sở hữu ngay dòng xe số dít dắt, số tự động, điều hòa tự động, form sport luôn. Quá đẳng cấp, quá tuyệt vời luôn. Từ phần bệ ghế đổ về nè, đẹp chưa? Không có dấu hiệu chầy xước. Tay nắm trên trần nè, còn nguyên rin nè. Tấm chống nắng nè, còn nguyên bản màn hình cam che đầy đủ rồi. Trên phần tắp lô nè, anh chị coi nè, những cái vân gai nè, mới chưa? Không có dấu hiệu là chầy hay là không có dấu hiệu là bị xước trên phần tắp lô nhá. Đây nè anh chị coi, cửa gió điều hòa tự động rất thông minh nè. Trang bị nguyên bản theo em nó là một cái đầu MP3 nhá. MP3 nghe nhạc nguyên bản theo nhà sản xuất đây. Điều hòa tự động côn số nè. BMRN D3 D2 D1 là chế độ đồi núi đi khỏe anh chị nha. Từ phần cần thắng tay nè, đẹp keng xà beng chưa? Đó, đó là chiếc xe bên Trần Anh ô tô bán ra đó. Đam mê về mẫu này thì alo trực tiếp cho Trần Anh ô tô. Giá cực kỳ là hợp lý. Bốn cánh cửa keo chỉ không mất phân nào nè, mới keng xà beng luôn. Lóc khóa trẻ em an toàn đầy đủ trên con xe rồi. Đây nè, đệm cao su đỡ của phần thân cửa nó còn nguyên bản nè. Anh chị coi nè, có mất phân chỉ nào không? Chất sơn rin phủ toàn diện trên con xe nhá. Xe siêu cọp siêu chất luôn. Đây là đinh bấm hai bên đều như nhau nè, những sóng gân nè, không có dấu hiệu là đâm va, không có dấu hiệu là cấn đụng trên chiếc xe nhá. Nách cửa nè, bà con cô bác cùng trải nghiệm cho anh phần nách cửa nè. Đẹp như nhau luôn. Xe này máy móc thì không phải chê rồi, riêng cái phần máy. Con này chạy đúng 50.000, không tua đồng hồ tua máy nhá. 9 năm trôi qua chạy 50.000 là anh chị biết chủ nhà nó đi ít như thế nào rồi. Đi ít và giữ kỹ rất là nhiều. Mỗi khi người ta về nước người ta phải chạy thôi, nhưng mà người ta chạy lòng vòng ở Sài Gòn thôi nha anh chị nha. Đó, là báo luôn. Chất xe có như thế nào Trần Anh báo thẳng báo chuẩn, đến lúc tay người tiêu dùng mua về anh chị tới tận nơi salon trải nghiệm mẫu xe bên Trần Anh đúng như những gì Trần Anh tả. Trần Anh riêng cuộc đời của em không nói thêm nó bớt nhá. Không thích ăn tục nói phét, xe có sao thì báo như vậy. Hai cụm đèn mới lắm, mới 99,9% luôn. Không một dấu tích là chầy xước nè anh chị coi nè. Đây là cụm đèn gầm ở dưới nè, mới keng luôn chị coi nè, mới chưa? Không có dấu hiệu là chầy. Đèn trước nè, mới tinh. Nắp capo không có dấu hiệu là lỗi lầm nha. Chất sơn rin trên nắp capo tôn nè.
nghe tiếng tôn nè, đó, mỏng chưa, cực kỳ là mỏng. Con này đăng kiểm khá là sâu trên cuộc sống luôn, đăng kiểm tháng 1 năm 2021, từ trên sóng cabo chạy về là không một dấu tích là cứng đục, đều như nhau luôn, đẹp ơi là đẹp, đẹp lắm. Anh chị thấy đẹp không? Màu sắc, màu rất là độc trong cuộc sống luôn nhá. Một cái màu sắc khá là bắt mắt. Xe này không có dấu hiệu là sơn lại nha anh chị nha. Đó, Trần Anh báo luôn. Đẹp chưa? O đo chạy mới có 50 ngàn. Chả hiểu vì sao chị giữ xe kỹ như thế này. Đây nè, đẹp chưa? Từ phần vô lăng, phần tắp lô đổ về nè. Sạch tưng. Đây anh chị ạ. Biểu tượng của Kia Morning. Trang bị là túi khí vô lăng là không có dấu hiệu bị chầy xước, không có dấu hiệu bị phai mờ luôn. Dòng này đi mới có 50 ngàn. Đây, máy 1.1. Test cho bà con coi, đề nhẹ phát nổ rồi. Trên đồng hồ nè, anh chị coi nè, 41.399, 41.000 km là không hề đồng hồ luôn. Vòng tua máy dưới 9.000 vòng trên 1 phút. Đèn LED trang bị là cụm đèn LED nó bật lên là sáng rực. Anh chị thấy chưa? Bật lên là sáng rực trời mây luôn. Báo thắng tay mọi thứ, chỉ cần chừng anh hạ thắng tay xuống mất liền nè, kéo lên nè. Báo cửa còn đang hoạt động nè, vô lăng nè. Những cái phần vân ga trên vô lăng nè. Anh chị coi có chỗ nào mòn không? Biểu tượng túi khí e băng đây nè. Vô lăng ba chấu đôi nhá, đẹp chưa? Trợ lực nè. Ô chà ơi, nó nhẹ. Cảm giác tựa như tơ hồng luôn chị ạ. À. Mùa xuân đó có em nơi đó Kia tìm về một khoảng trời đầy thơ mộng. Hai bên trụ cột là nguyên bản theo xe nè, những cái vân gai nè không có dấu tích là đâm vai cứng đục. Đây là trên phần tắp lô nè, chị coi nè, phần tắp lô mạc tem trên phần tắp lô còn nguyên rin nè, và những cái vân gai nè đó. Bà con có bác coi cho Trần Anh nhá, xe có đẹp không? Xe này không đẹp thì xe gì đẹp? Lâu lâu mới gặp một chiếc nó cực cọc như thế này thôi, dễ đâu mà gặp được hoài. Bà con, con này có trang bị màn hình cam gia đầy đủ, đèn đóm trên trần nè, mạc tem là nguyên bản theo nhãn xuất nè, hẻm chống nóng là gương là đầy đủ chưa, lấy về là chạy thôi, đẹp như nhau nhá. Kèo cột nguyên bản từ trên xuống nè, không có dấu hiệu là đâm va cứng đục nha. Nội thất đẹp ở trong 85% luôn. Điều hòa tự động nè anh chị nè, phom sport điều hòa tự động. Đây là chế độ nè, qua chỉnh độ C nhá, gió lớn gió nhỏ nè, mở một phát lạnh ngắt luôn nè. Sông kiến đang hoạt động nè, hiển thị nè, đầy đủ chưa, đèn gầm nè, hiển thị nè, ưu tiên hiển thị, máy lạnh mở lạnh ngắt luôn. Chế độ sông kiến ở dưới đây vẫn còn đang hoạt động nè, sông chân nè, đó Trần Anh sông chân, Trần Anh đã có cảm giác gió ở dưới chân rồi. Tắt nè, chế độ gióp là chế độ tùy chọn nè, chân mặt nè, chân nè, mặt nè, 28 độ C, báo nhiệt độ trên xe luôn, lấy gió trong gió ngoài nè, còn đang hoạt động AC nè, đóng AC nè, mở AC nè, gió lớn gió nhỏ nè, còn đang hoạt động hết á nha bà con. Xe cực đẹp luôn. Anh chị thấy cái đồng hồ tắp lô của nó mới tinh không? Côn ga số nè, đây anh chị coi nè, đây là những cái vân gai nè, có dấu hiệu mòn không? Đẹp chưa? Đẹp như nhau nhá. Quay kỹ, quay chi tiết luôn, số dít dắt đây anh chị ạ. À. B nè, B là lock, R là lui, N là mo, D3, D2, D1 là chế độ đồi núi đi khỏe nhá. Đầy đủ chức năng trên con xe rồi. Bà con cô bác lấy về chỉ việc sử dụng. Cửa gió điều hòa thông minh, có thể lên xuống được bất cứ lúc nào nha. Nhỏ gọn, siêu tiết kiệm nhiên liệu. Con này 4 máy. Dòng xe này tiêu hao nhiên liệu nó nằm tầm 5 lít, kể cả anh chị mở máy lạnh. Đây là một cái đầu MB3 rin nguyên theo xe luôn, không có dấu tích là độ chế từ phần tắp lô, tắp bi nè. Anh chị coi nè, những cái vân gai nè. Đó, đây là những cái vân gai nè, còn nguyên bản theo sản xuất nhá. Anh chị thấy trên phần tắp lô đổ về có dấu hiệu nào mà chém đục hay khoan đục hoặc bắt vít không? Vô lăng nè, vô lăng là mới tinh luôn, như xe mới. Chả hiểu vì sao, đẹp cực kỳ. Lấy về là bà con có bác chạy thôi. Máy êm ru, trợ lực lái rất là nhẹ, ngồi một chỗ sai vô lăng nè. Đầm mới là đầm. Xe này siêu cọp, giá không hề rẻ. Đó, Trần Anh báo luôn nha, bên Trần Anh lấy giá cao lắm rồi. Đẹp chưa? Toàn bộ là sàn nỉ hết, toàn bộ kính nè, phin cách nhiệt hết toàn diện. Thích hợp là gương chỉnh điện luôn. Gương chỉnh điện và xi nhan trên gương chiếu hậu bản SX là dòng bản xe đủ nha anh chị nha. Đó, một màu xanh nõn chuối. Máy nổ thì thầm mùa xuân, không nghe được tiếng máy luôn anh chị ạ. Đây nè, hai cụm đèn mới chưa? Mở lên nè, mới tinh.
Máy nổ chỉ nghe tiếng rì rì của một mùa xuân gọi mời thôi nhé. Đẹp tuyệt vời. Đây anh chị nè, tích hợp xi nhan trên gương chiếu hậu luôn nè. Đây là kính, là biểu tượng của Kia, kính chắn gió, không có dấu hiệu là thay thế nhé. Trên mặt kính là rất là bóng, không có dấu hiệu là trầy xước trên mặt kính luôn. Xe này anh chị không mua, anh chị mua xe gì, tìm được đâu một chiếc xe đẹp như bên Trường Anh Ô Tô bán ra. Đó, đây là trải nghiệm ngay luôn phần máy cùng với Trường Anh Ô Tô nhé. Sơn rin phủ toàn diện từ trong ra ngoài. Đây nè anh chị ạ, đây là nắp capo nè. Những sóng gân trên nắp capo nè, anh chị coi có dấu tích cứng đụng không? Keo chỉ bốn cánh đẹp như nhau nè. Đẹp chưa? Từ những con tán luôn nè. Từ những con tán không có dấu hiệu khui ra chỉnh lại nè. Đây là từ những con tán luôn nè. Là anh chị biết chiếc xe rồi. Đó. Keo chỉ bốn cánh không mất phân nào luôn, đẹp như nhau. Không một vết chầy với nắp capo luôn. Keo chỉ đây nè. Keo chỉ rin nguyên bản theo nhà sản xuất nhá. Đây anh chị ạ. Đẹp len ken từ những con tán là không dấu hiệu chầy xước luôn nè. Kèo cột trụ là nguyên bản vào xe, không dấu tích là đâm va. Con này gốc màu xanh không sơn lại nha bà con. Đây là hai cụm đèn nè. Hai cụm đèn trước là nguyên bản nè. Không có dấu hiệu là thay thế luôn nha. Không dấu hiệu là thay thế từ những cái đinh bấm nhựa. Đèn cao su của nắp có capo còn nguyên bản nữa nè, hai cụm đèn nè. Anh chị coi nè. Từ những con tán không có dấu hiệu là khui mở luôn. Đẹp chưa? Không một vết chầy đinh bấm nhựa nguyên rin của cản trước. Máy nè. Máy nổ thì thầm mùa xuân mới tinh. Cổ xăng FI nè, mạc tem tem tán ốc bảy màu nè, còn nguyên rin cho xe nè, không một dấu đồ chế luôn. Máy móc nè anh chị coi nè, phần máy đang hoạt động nè. Đóng nắp capo chắc chắn sẽ không nghe được tiếng máy đâu. Con này xài 4 cây bét full, 4 cây bô ri nhá. Trải nghiệm phần máy nè. Chất chưa? Đó. Nỉ cách nhiệt trong con Kia Morning không mất phân nào. Anh chị thấy đẹp chưa? Cục máy mới lắm, xe không một xíu độ hơi đâu. Xe này thì đừng hỏi chừng anh có độ hơi hay không. Chả có một xíu độ hơi. Nè, máy nè. Anh chị thấy êm không? Máy cực kỳ là êm ái. Xe không một xíu độ hơi nhá. Lấy về là vài con chạy thôi. Rin lắm, cổ ga FI đây. Bướm ga, bù ga đầy đủ những con xe rồi. Anh chị thấy chưa? Dàn giá đỡ của thân máy nè. Từ những con tán là không có dấu hiệu làm lại luôn. Đây là dằn nè. Dằn nhịp, dằn giá đỡ của thân máy. Từng nhịp, từng nhịp, từng nhịp theo bước chân. Em tung tăng hát ke trên con đường về nha. Quá tuyệt vời. Máy nè, nổ nè. Chuẩn chưa? Nổ êm ru. Từ phần bô che nóng còn nguyên bản mới ken xà beng. Hết sức cái trận này luôn. Hộp cầu trì chỉ dẫn nguyên bản theo xe. Đó, chiếc xe siêu đẹp. Máy cực mới luôn. Đam mê về mẫu này, alo cho em. Những cái đinh bấm đây nè, anh chị coi nè. Đẹp chưa? Trong là chất sơn rin tôn cực kỳ là mỏng dính luôn. Đó, đóng nắp capo nè, không nghe tiếng máy luôn. Đóng nắp capo đứng gần không nghe tiếng máy luôn. Chỉ nghe tiếng gió xào xạc rơi rớt đâu đây thôi. Đó là mùa xuân về đó anh chị. Đẹp chưa? Mới ken xà beng luôn. Form dáng nhìn như một bức tranh chiều tượng. Nhẹ nhàng đầy quyến rũ trong cuộc sống luôn. Phong cách trẻ, một phong cách rất là city nha. Lấy về là chạy thôi. Siêu đẹp, siêu cọp, siêu chất. Đó là nàng Kia Morning Form Sport. Sản xuất năm 2011. Số dít dắt, số tự động 5 lít trên 100 km. Chế độ đồi núi, vượt sông, vượt suối. Rất là thoải mái. Hai cụm đèn phía sau của theo xe sáng trưng, không dấu hiệu là cháy luôn. Mở nắp capo, gạt mưa còn đang hoạt động đầy đủ trên chiếc xe nhá. Đây anh chị ạ. Nắp capo từng nhịp đẩy lên theo từng cơn sóng. Đẩy lên, đẩy lên. Đó, đẩy lên từ từ, thấy chưa? Rin chưa? Đẩy lên hết toàn diện. 45 độ trên chiếc xe Kia Morning nha. Phía sau toàn bộ là sơn rin keo chỉ là không mất phân nào luôn. Anh chị xem kỹ em cho Trần Anh nè. Đó, đẹp chưa? Từ những cái đinh bấm nhựa còn nguyên bản. Không một dấu tích là đâm va, không một dấu tích là cứng đục đâu nha anh chị. Đây nè, những con tán nè. Còn in hằng trên môi son của em nó luôn. Qua thời gian 5 tháng em nó vẫn đẹp và rất là mặn mà. Đinh bấm nhựa còn nguyên bản hai bên nè. Hai bên là đinh bấm nguyên bản của nhà sản xuất nè. Nỉ nè.
là phần phía sau là phần nỉ tay gối đỡ đầu nè, rin chưa, xe cực đẹp luôn, hai bên đẹp như nhau, đẹp như nhau đấy, nguyên bản nè, kết hợp nè, đèn nè, ở trong nè, đèn cốp nè, bình chữa cháy nhá, bình chữa cháy luôn, rin chưa, từ những sóng gân nè, sóng gân nhựa là nguyên bản nguyên rin hết, tem tán ốc bị màu không có gì là khui ra luôn. Anh chị trải nghiệm đây nè anh chị. Cốp sau nè, cốp sau mới chưa, mới tinh, đây là phần cốp sau nè, mới ken xà beng luôn cái cốp nè, vỏ độ xe cua đầy đủ, thơm phức mùi bơ sữa, tem tán ốc bảy màu dưới phần chân ghế nó còn nguyên rin nè, anh chị xem nè, đó đẹp xuất sắc, lấy về là chạy. Ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa nha. Đam mê mẫu Kia Morning, sản xuất năm 2011, form sport, điều hòa tự động, số tự động này thì alo trực tiếp cho Trường Anh Ô Tô ở Đồng Sơn, phong dáng của em nó nè, đẹp dịu dàng mà không chói sáng, là vầng mặt trời của Kia Morning nha. 4 vỏ 80%, mâm đúc mới ken xà beng, không dấu hiệu là chảy xước, máy nổ thì thầm mùa xuân luôn, chuẩn chưa, đẹp lắm. Siêu đẹp, siêu chất, siêu cọp, đến với tay người sử dụng luôn. Đây anh chị ạ, trải nghiệm luôn phần gầm cùng với Trường Anh nè. Đây là phần gầm nè. Anh chị những cái nhìn những cái đinh bấm dưới gầm nè. Anh chị thấy cái gầm chưa? Dưới cái gầm còn chất sơn rin màu xanh của em áo luôn là biết rồi. Gầm bè nè. Mới tinh, có chỗ nào mục không? Xe này mà anh chị mà chê thì không biết anh chị tìm được chiếc xe nào nó đẹp hơn xe này đâu. Đó, chị thấy chưa? Gầm bè là mới tinh nhá, không một dấu hiệu là mục ngọt. Máy móc nổ là êm ái cực kỳ, cô ren. Đó, chị thấy chưa? Đẹp chưa? Số tự động nhá, xe siêu đẹp luôn. Đam mê về mẫu Kia Morning này, alo cho em. Nhớ đăng ký kênh YouTube của em và đừng quên bấm vào nút chuông thông báo để mỗi lần Trần Anh đăng xe, anh chị có thể xem được những mẫu xe hot nhất bên Trần Anh Ô Tô nhé. Hai con, một con là sản xuất năm 2011, con này là số tự động, máy 1.1 điều hòa tự động. Một con là sản xuất năm 2012, số sàn màu bạc, 5 cấp số, form sport, điều hòa tự động. Thằng anh cất bước đi trước, đây là thằng anh cất bước đi trước nè, rồi người em sẽ phải cất bước đi sau anh chị nha. Hai anh em song sinh, đẹp tuyệt vời trên cuộc sống luôn. Hai anh em song sinh nha. Đẹp chưa? Ngang sắc vẹn toàn trong cuộc sống anh chị ạ. Một em số sàn, một em số tự động. Đời 22 và đời 21, form sport, mâm 15. Hết sảy con màu 7 luôn. Đó, đam mê mẫu này thì alo cho Trường Anh Ô Tô ạ. Một lần nữa Trường Anh xin cảm ơn. Em xin chào và hẹn gặp lại nhé.